Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình thời sự tối ngày 20 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên địa bàn cả nước liên tiếp xảy ra các vụ cháy nhà gây thiệt hại về người và tài sản. Điều đáng nói, điểm chung của các vụ cháy chính là các ngôi nhà ống vừa để ở vừa kinh doanh không lối thoát hiểm. Do vậy khi xảy ra hỏa hoạn đã dẫn đến những hậu quả thương tâm. Ở tỉnh Điện Biên, mặc dù số vụ cháy ít gây thương vong về người, song đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những hộ gia đình vừa kết hợp nhà ở, vừa kết hợp sản xuất kinh doanh khi không có lối thoát hiểm thứ hai. Trước tình hình cháy nổ vẫn diễn biến rất phức tạp, gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân, lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp đã xây dựng các kế hoạch thường trực sẵn sàng các phương án khi có cháy nổ xảy ra như thế nào. Việc chú trọng xây dựng các mô hình phòng cháy chữa cháy ngay tại cơ sở để góp phần phòng cháy chữa cháy hiệu quả ra sao? Đây sẽ là chủ đề mà chúng tôi đề cập trong chương trình thời sự hôm nay. Trước hết là những thông tin thời sự đáng chú ý. Hôm nay, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và hội nhập. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Điện Biên có đồng chí Vừa A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Theo đánh giá, thị trường lao động Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2022 vẫn bị tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, nhưng mức độ đã giảm. Cụ thể, quý 1 năm 2022, có 16,9 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị tác động, giảm 7,8 triệu lao động so với các quý 4 năm 2021. Đến quý 2 chỉ còn 8 triệu người chịu ảnh hưởng tiêu cực, giảm 8,9 triệu so với quý trước và giảm 4,8 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Để thị trường lao động phục hồi, nhiều hoạt động hỗ trợ đã được triển khai như cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư để tạo việc làm, xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động, phân tích dự báo thị trường lao động, triển khai các hoạt động hỗ trợ kết nối cung cầu lao động, tạo việc làm cho người lao động. Đến nay, thị trường lao động Việt Nam đang phục hồi tương đối nhanh với mức tăng trưởng khá cả trong lực lượng lao động và việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực, tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm được cải thiện. Tại tỉnh Điện Biên, để phát triển thị trường lao động, các sở ngành doanh nghiệp địa phương đã tích cực phối hợp triển khai các giải pháp như đẩy mạnh tuyên truyền thông tin kịp thời về tình hình thị trường lao động, đa dạng hóa các hình thức cung cầu lao động, các dịch vụ cung ứng lao động cho doanh nghiệp, tăng cường kết nối phiên giao dịch việc làm online với các tỉnh trong tuyển chọn cung ứng lao động. Theo đó, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã tạo việc làm mới cho gần 5.500 lao động, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, gần 1.500 lao động được tạo việc làm thông qua Quỹ Quốc gia về việc làm, hơn 1.700 lao động cung ứng cho các doanh nghiệp ngoài tỉnh, 10 lao động đi làm việc ở nước ngoài, thông qua các chương trình phát triển kinh tế xã hội khác hơn 2.200 lao động. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đề ra các giải pháp để phát triển thị trường lao động linh hoạt và hiệu quả. Trong đó có một số giải pháp nổi bật như khẩn trương rà soát, đánh giá nhu cầu nhân lực theo từng ngành, lĩnh vực, từng vùng để kịp thời kết nối việc cung ứng nhân lực, tăng nhanh quy mô tuyển sinh đào tạo nghề, tổ chức định hướng hướng nghiệp sớm cho học sinh sinh viên, quy hoạch mạng lưới các cơ sở dịch vụ việc làm để tập trung đầu tư phát triển phù hợp với đặc điểm của từng vùng, từng tỉnh. Kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ ngành địa phương tập trung chỉ đạo rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến hỗ trợ phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm và phát triển nguồn nhân lực theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chính sách pháp luật về lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, chủ động nắm thông tin về tình hình biến động lao động, việc làm để bổ sung điều chỉnh, hoàn thiện đồng bộ các cơ chế chính sách về lao động, việc làm. Đối với các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp cần sáng tạo chủ động ứng dụng khoa học để chuyển đổi mô hình sản xuất hiện đại, an toàn, chuyển đổi cơ cấu công nghệ để nâng cao năng suất lao động, đi kèm với đó là chú trọng đào tạo lại cho người lao động. Sáng nay, Ban tổ chức Hội thi Dân vận khéo huyện Điện Biên đã tổ chức bế mạc và trao giải cho các đội đạt thành tích cao trong Hội thi Dân vận khéo năm 2022. Theo đánh giá, 11 đội tham dự hội thi đã hoàn thành tốt các nội dung thi. Các phần thi đã thể hiện rõ công tác lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận. Phần thi tiểu phẩm, các đội đã có sự chuẩn bị công phu, sinh động, mang tính đặc trưng của từng cơ sở, với nội dung tuyên truyền vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, quản lý bảo vệ rừng, loại bỏ những hủ tục lạc hậu, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, tuyên truyền vận động người dân ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, công tác lãnh đạo chỉ đạo của các ủy các cấp với công tác dân vận. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội đảng ủy xã Núa Ngam, 2 giải nhì cho đội đảng ủy xã Pomlot và Thanh Sương, trao giải 3 giải khuyến khích và giải cho đội có màn chào hỏi ấn tượng nhất
đội có tiểu phẩm hay nhất, diễn viên diễn xuất hay nhất và người thuyết trình hay nhất. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện tháng cao điểm chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân tỉnh, hiện nay thành phố Điện Biên Phủ đang tiếp tục tăng tốc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. So với các xã phường trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, hiện nay phường Mường Thanh có tỷ lệ tiêm các mũi cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng người từ 12 đến dưới 18 tuổi thấp nhất. Do vậy, để đẩy nhanh tiến độ bao phủ vaccine cho người dân, trong đợt tiêm vét đợt 31 lần này, phường Mường Thanh đã huy động các cơ quan đoàn thể, các tổ dân phố tiến hành rà soát kỹ các đối tượng trong diện tiêm, tuyên truyền vận động người dân đến điểm tiêm theo đúng kế hoạch. Trước tỷ lệ tiêm phòng vaccine thấp, thì ban chỉ đạo cũng như trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 của phường đã họp và triển khai xuống 15 ban lãnh đạo tổ dân phố và giao nhiệm vụ cho các đồng chí trong ban chấp hành cũng như là cán bộ công chức của phường trực tiếp phân công phụ trách xuống từng tổ dân phố cùng với ban lãnh đạo tổ dân phố đi từng gia đình tuyên truyền vận động nhân dân đi tiêm đối với các nhóm tuổi để đảm bảo được tiến độ tiêm chủng. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong triển khai tiêm phòng vaccine phòng COVID-19, tuy nhiên hiện nay nhiều chỉ tiêu tiêm của thành phố vẫn chưa đạt theo yêu cầu đề ra. Do vậy hiện nay thành phố đang tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi 2 cho trẻ từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi và các mũi bổ sung, mũi chỉ định cho trẻ em từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi và người từ 18 tuổi trở lên. Chúng tôi cùng với ban chỉ đạo đó đã thực hiện một cái gần như là rà soát toàn bộ, lập kế hoạch toàn bộ những đối tượng mà đã tiêm sót từ mũi 1, mũi 2, mũi nhắc lại 1, mũi nhắc lại 2 và đối tượng trẻ dưới 5, từ 5 tuổi đến dưới 12 và từ 12 đến 17 để kịp thời trong phòng chống dịch trong đợt tới khi trẻ bắt đầu nhập học thì chúng ta phải có biện pháp dự phòng tốt. Ghi nhận tại điểm tiêm trường tiểu học Hà Nội Điện Biên Phủ vào sáng ngày 20 tháng 8, đã có rất đông người dân đưa con em đến tiêm. Để đảm bảo tiến độ, Trung tâm Y tế thành phố đã huy động cán bộ y tế đến điểm tiêm để triển khai tiêm, với mục tiêu không bỏ sót đối tượng. Trước cái tình hình diễn biến phức tạp thì hôm nay sắp đến đầu năm học mới thì tôi đưa con tôi đi tiêm để đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch, giữ sức khỏe cho chính con mình. Trước khi mà diễn biến dịch phức tạp ấy thì bà đã đưa cháu đi tiêm để mục đích là để phòng chống dịch và để an toàn cho coi như là các cháu với là cả tất cả cộng đồng. Dịch bệnh COVID-19 có dấu hiệu diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của nhiều biến chủng mới, có tốc độ lây lan nhanh hơn, nguy hiểm hơn. Thực tế ghi nhận tại một số địa phương trong nước, số ca mắc COVID-19 những ngày qua đã tăng trở lại. Do vậy, mỗi người dân cần tự giác đi tiêm các mũi vaccine tăng cường, góp phần bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Chiều nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao máy ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Tham dự lễ bàn giao nhà có lãnh đạo Liên đoàn Lao động 6 tỉnh, gồm Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình và Yên Bái. Đoàn đã đến bàn giao nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên Vũ Thị Minh Tiến ở bản Na Vai, xã Pom Lót, huyện Điện Biên. Tại điểm bàn giao, lãnh đạo Liên đoàn Lao động 6 tỉnh Tây Bắc đã thăm hỏi động viên gia đình đoàn viên cố gắng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Đồng thời mong muốn đoàn viên an tâm công tác, nỗ lực phấn đấu trong thực hiện nhiệm vụ, tích cực tham gia các hoạt động do công đoàn cơ sở phát động. Việc hỗ trợ xây dựng nhà mái ấm công đoàn của Liên đoàn Lao động tỉnh đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, động viên giúp đỡ các đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất. Sáng nay, Ngân hàng Nông nghiệp Agribank chi nhánh tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp ABAC tổ chức tập huấn kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ tín dụng và kế toán thuộc chi nhánh Agribank Điện Biên. Tham gia lớp tập huấn có gần 120 cán bộ nhân viên trong hệ thống chi nhánh Ngân hàng Agribank Điện Biên. Thông qua lớp tập huấn, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức kỹ năng cơ bản về bán hàng chuyên nghiệp có tính ứng dụng cao như kỹ năng về tiêu chuẩn của người bán hàng thành công, những kỹ năng bán hàng hiệu quả, tầm quan trọng của công tác chuẩn bị và giới thiệu sản phẩm, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xử lý giao tiếp trực tiếp với khách hàng, các kiến thức nghiệp vụ liên quan đến bảo hiểm Agribank.
Qua tập huấn giúp cho mỗi cán bộ nhân viên có được kỹ năng chuyên nghiệp, đáp ứng tốt yêu cầu trong giai đoạn phát triển công nghệ số, đảm bảo phục vụ khách hàng một cách tốt nhất, hoàn hảo nhất trong việc tham gia bảo hiểm ngân hàng. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ nhân viên còn được cung cấp những kiến thức, kỹ năng và phương tiện để phát triển bản thân, cũng như giúp cho mỗi cá nhân xây dựng được hình ảnh nhân viên bán hàng chuyên nghiệp. Từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8, Công ty Điện lực Điện Biên chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc thực hiện dự án cải tạo đường dây 22 kV trục chính lộ 473 E21.2 thành phố Điện Biên Phủ. Nhằm đảm bảo an toàn, ổn định cung cấp điện tới khách hàng, từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8, Công ty Điện lực Điện Biên cải tạo đường dây 22 kV đoạn dọc trục đường Võ Nguyên Giáp từ quảng trường thành phố đến chợ trung tâm 1 thành phố Điện Biên Phủ và đoạn từ đầu đường Nguyễn Hữu Thọ đến chợ C13. Đợt cải tạo này, công ty sẽ thay mới một số cột điện trạm biến áp, thay dây dẫn trần sang dây dẫn bọc để đảm bảo an toàn cho các hộ gia đình, nhất là các hộ có nhà cao tầng gần đường dây điện, đồng thời đảm bảo độ ổn định cung cấp điện, đặc biệt là trong mùa mưa bão. Trước nhu cầu sử dụng điện của nhân dân tăng cao trong mùa nắng nóng, Điện lực Điện Biên đã xây dựng phương án chủ động cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện, triển khai nhiều biện pháp đảm bảo hành lang an toàn lưới điện với mục tiêu cấp điện an toàn và liên tục cho người dân. Công ty Điện lực Điện Biên quản lý vận hành hệ thống lưới điện toàn tỉnh gồm gần 300 km đường dây 110 kV, trên 2.500 km đường dây trung áp và trên 2.500 km đường dây hạ áp, 4 trạm biến áp 110 kV và trên 1.100 trạm biến áp, phân phối với tổng công suất hơn 186.000 kV-ampe với gần 136.000 khách hàng sử dụng điện. Song song với các biện pháp quản lý kỹ thuật vận hành, công ty còn tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc triển khai chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện, giải pháp tiết kiệm điện, cách sử dụng điện an toàn hiệu quả đến cộng đồng. 7 tháng đầu năm 2022, Công ty Điện lực Điện Biên đã hoàn thành đóng điện 5 danh mục công trình san tải, giảm bán kính, hoàn thành đóng điện 40 trạm biến áp xây dựng mới. Đồng thời xây dựng mới hơn 11 km đường dây trung thế, trên 30 km đường dây hạ thế, lắp đặt mới 40 trạm biến áp, tổng công suất trên 4.400 kV-ampe. Để đảm bảo cấp điện liên tục, tránh sự cố do vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, công ty chỉ đạo quyết liệt công tác kiểm tra, phát dọn hành lang tuyến, ra quân xử lý các điểm hành lang xung yếu, qua đó đã xử lý được gần 200 điểm hành lang có nguy cơ cao xảy ra sự cố. Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tối qua ngày 19 tháng 8, Đội Điện ảnh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức buổi chiếu phim màn ảnh rộng phục vụ cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 741 và một số đơn vị trực thuộc. Các bộ phim tài liệu được trình chiếu trong dịp này là Hồ Chí Minh, Chân dung một con người, Người anh cả của quân đội, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Chiến thắng Điện Biên Phủ, phim truyện Bác Hồ ở Xiêm, phim Đừng đốt, Cô Ba Sài Gòn đều phản ánh cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chủ tịch, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, phản ánh về cuộc đấu tranh anh dũng của quân và dân ta qua các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, tự do Tổ quốc. Đợt phim còn ca ngợi tình đoàn kết Việt Nam-Lào anh em trong suốt những năm kháng chiến và xây dựng phát triển bền vững, đã thể hiện góc nhìn hiện đại về nghệ thuật đối với nền điện ảnh Việt Nam, điện ảnh quân đội và có sức hút đối với người xem, đồng thời tạo cho cán bộ chiến sĩ, nhất là chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2022, có tinh thần lạc quan, biết vượt qua khó khăn thử thách, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị, sáng nay tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Điện Biên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phối hợp với câu lạc bộ bóng bàn Lê Quý Đôn tổ chức giải bóng bàn câu lạc bộ Lê Quý Đôn mở rộng lần thứ nhất năm 2022. Tham gia giải bóng bàn câu lạc bộ Lê Quý Đôn mở rộng lần này đã quy tụ hơn 50 tay vợt đến từ các câu lạc bộ thuộc 3 tỉnh Điện Biên, Sơn La và Lai Châu. Tham dự giải, các tay vợt đã được phân theo thứ hạng nhóm A, nhóm B để thi đấu tranh tài ở 6 nội dung gồm đồng đội nam, đơn nam nhóm A, đơn nam, đôi nam nhóm B và đơn nữ, đôi nam nữ. Việc quy tụ hơn 50 tay vợt đến tham dự giải không chỉ mở ra cơ hội cho các vận động viên trong và ngoài tỉnh được giao lưu thi đấu cọ sát, học hỏi kinh nghiệm, mà qua đó còn từng bước tạo phong trào rèn luyện thể dục thể thao nói chung, môn bóng bàn nói riêng ngày một phát triển. Thưa quý vị, trở lại nội dung phần đầu mà chúng tôi đã đề cập. Thời gian gần đây trên địa bàn cả nước liên tiếp xảy ra các vụ cháy nhà gây thiệt hại về người và tài sản. Điều đáng nói đó là điểm chung của các vụ cháy chính là các ngôi nhà ống vừa để ở vừa để kinh doanh, không có lối thoát hiểm. Do vậy khi xảy ra hỏa hoạn đã dẫn đến những hậu quả thương tâm.
Gia đình chị Dương Thị Tâm là một trong những hộ kinh doanh bị thiệt hại trong vụ cháy chợ Mường Thanh vào ngày 6 tháng 6 vừa qua. Vụ cháy đã làm toàn bộ gian hàng của gia đình chị bị thiêu rụi hoàn toàn, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng. May mắn khi xảy ra cháy, gia đình chị không có ai ở tại quán. Nếu có thì hậu quả sẽ khôn lường, bởi quán của gia đình chị không có lối thoát hiểm thứ hai. Do vậy, ngay sau khi làm lại quán mới, gia đình chị đã làm cửa thoát hiểm phía sau, đồng thời bố trí hệ thống điện cũng như bày bán hàng hóa hợp lý, đảm bảo an toàn trong phòng cháy chữa cháy. Gia đình tôi là rất chấp hành nghiêm chỉnh về cái việc phòng cháy chữa cháy, đầy trong nhà bao giờ cũng trang bị đầy đủ cái thiết bị về phòng cái bình phòng cháy chữa cháy, và các đường dây điện thì nhà tôi là đi đường dây điện là có gen chống cháy rất là gọn gàng, và tất cả là chúng tôi cũng sẽ cố gắng để phát huy và giữ an toàn cho chính gia đình mình và cho tất cả mọi người xung quanh. Theo khảo sát, hầu hết các căn nhà mặt phố của người dân vừa làm nhà ở, vừa làm nơi kinh doanh tại một số tuyến phố trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ đều là nhà hộp, nhà ống. Đa phần không có lối thoát hiểm thứ hai, hoặc có nhưng đã bị bưng bít bởi hàng hóa đồ đạc. Do vậy, khi xảy ra hỏa hoạn, người dân rất khó thoát ra ngoài và hậu quả rất khó lường. Vị cảnh sát phòng cháy cháy đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cái quy định về an toàn về phòng cháy cháy đối với nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Trong đó có đầy đủ các cái biện pháp về bố trí công năng của từng ngôi nhà, các điều kiện về an toàn về hệ thống điện, an toàn về sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, đặc biệt là an toàn về lối thoát nạn thứ hai để đảm bảo an toàn cho các cái hộ gia đình, đặc biệt là các cái hộ gia đình mà kết hợp vừa làm nhà ở, kết hợp sản xuất kinh doanh. Một thực tế hiện nay, phần lớn các vụ hỏa hoạn, cháy nổ ở các hộ gia đình và ở kết hợp kinh doanh luôn chiếm tỷ lệ cao cả về số vụ trên 50% và thiệt hại về người tài sản trên 80%. Các vụ cháy ở khu dân cư lại thường gây thiệt hại nhiều hơn về người. Ở tỉnh Điện Biên, mặc dù số vụ cháy không gây thiệt hại về người, song đây cũng là lời cảnh báo cho người dân về tình trạng hỏa hoạn gây thiệt hại về người từ những ngôi nhà không có lối thoát hiểm. Cửa hàng nhà tôi thì cũng kinh doanh với cái các chăn ga gối đệm về cháy thì cũng được các cơ quan chức năng đến để tuyên truyền để mà về các vật dụng về cháy, để mà thường thì không dùng điện thì sẽ ngắt điện đi, với cả là cũng trang bị cái bình chữa cháy để khi nào cháy nổ dễ dùng hơn ạ, nhanh gọn hơn ạ. Chúng tôi đã hướng dẫn người dân thực hiện tốt các cái biện pháp phòng cháy chữa cháy ngay tại các hộ gia đình cũng như hộ kinh doanh. Một là hướng dẫn người dân thực hiện cái đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với hệ thống điện. Hai là hướng dẫn người dân trang bị các cái kỹ năng về công tác phòng cháy chữa cháy cũng như là trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Và hướng dẫn những hộ mà không có cửa thoát hiểm thứ hai thì hướng dẫn người dân mở lối thoát hiểm thứ hai để khi xảy ra tình huống cháy nổ thì người dân kịp thời thoát hiểm, tránh để lại những hậu quả do cháy nổ gây ra. Rõ ràng ngoài việc tuyên truyền nhắc nhở của lực lượng chức năng thì ý thức của mỗi người dân trong việc phòng cháy chữa cháy là vô cùng quan trọng. Nếu mỗi người dân không thay đổi nhận thức thì hỏa hoạn sẽ còn tiếp tục xảy ra. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của chính mình, mỗi hộ gia đình cần chấp hành nghiêm các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, kiểm soát chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, không xếp hàng hóa trên hành lang, cầu thang, lối thoát hiểm. Và điều quan trọng nữa là mỗi hộ gia đình cần xây dựng lối thoát hiểm thứ hai, phòng khi có hỏa hoạn xảy ra mới thoát hiểm kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình cháy nổ trên địa bàn cả nước nói chung, tỉnh Điện Biên nói riêng đang diễn biến rất phức tạp. Các vụ cháy nổ xảy ra đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Do vậy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh đã xây dựng các kế hoạch thường trực sẵn sàng các phương án khi có cháy nổ xảy ra nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản. Thống kê trên địa bàn tỉnh từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 20 vụ cháy, làm chết 1 người, bị thương 5 người, gây thiệt hại trên 8 tỷ đồng. Phần lớn các vụ cháy là do sự cố thiết bị điện, do sơ suất trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và do vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy. Trước thực trạng trên, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn thường trực các phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, sẵn sàng ứng phó khi có cháy nổ xảy ra. Chúng tôi tích cực chuẩn bị các cái phương án cháy lớn, cháy nan, các cái luyện tập các cái tình huống, rồi chuẩn bị sẵn sàng về phương tiện, rồi phương án
và các cái biện pháp chiến kỹ thuật chữa cháy để tổ chức cho cán bộ chiến sĩ luyện tập thành thục và phối hợp với các lực lượng để thống nhất trong cái xử lý từng vụ việc cụ thể khi có cháy nổ, tai nạn, sự cố xảy ra trên địa bàn toàn tỉnh. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy luôn tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức cho cán bộ chiến sĩ các lực lượng phòng cháy chữa cháy tại cơ sở dân phòng tập huấn, nâng cao trình độ nghiệp vụ, kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đặc biệt là các chiến thuật chữa cháy, cứu nạn cứu hộ để khi có vụ việc xảy ra, kể cả lực lượng cơ sở, lực lượng dân phòng và các lực lượng ứng cứu, trong đó có cả lực lượng phòng cháy chữa cháy, phải tuân thủ tất cả các nguyên tắc về chiến thuật, kỹ thuật về chỉ huy điều hành trong phòng cháy chữa cháy. Với cương vị là một người lính chữa cháy thì luôn luôn chấp hành nghiêm các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. Trong khi thực thi nhiệm vụ thì phải luôn đảm bảo tuyệt đối mệnh lệnh của cấp trên. Luôn song sáo hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ. Ở đơn vị thì luôn luôn tập luyện hết sức mình để nâng cao kỹ năng chữa cháy. Đặc biệt thời gian gần đây trên địa bàn cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản, và trong đó có cả các chiến sĩ tham gia phòng cháy chữa cháy đã hy sinh. Điển hình như vụ cháy tại số nhà 231, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội khiến cho 3 cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy hy sinh. Chúng tôi đã cho cán bộ chiến sĩ học tập đầy đủ những cái quy định về pháp luật an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trong đó duy trì cái thời gian luyện tập cho anh em để anh em nắm rõ được cái yếu lĩnh kỹ thuật, chiến thuật trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Cán bộ chiến sĩ cũng ra sức học tập và noi gương theo các cái hy sinh cống hiến của các cái đồng chí đã hy sinh để bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng của nhân dân. Với phương châm sẵn sàng chữa cháy hiệu quả, việc chủ động các phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đang được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh triển khai đẩy mạnh, sẵn sàng ứng cứu khi có cháy nổ xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, để phòng cháy chữa cháy hiệu quả, ngoài sự vào cuộc chủ động tích cực của các lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp, thì việc xây dựng các mô hình về phòng cháy chữa cháy ngay tại cơ sở cũng có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần phòng cháy chữa cháy ngay tại cơ sở một cách hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do cháy nổ gây ra. Đây là buổi ra mắt mô hình tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy và mô hình điểm chữa cháy công cộng tại địa bàn tổ dân phố 3 và tổ dân phố 6, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ. Hai khu vực này có nguy cơ cao về cháy nổ, do vậy việc triển khai lực lượng tại chỗ để phòng cháy chữa cháy là rất cần thiết. Đối với hai mô hình này thì về phía phường ấy, thì đây là mô hình điểm đầu tiên triển khai thì trên địa bàn phường cũng như của thành phố và tỉnh. Thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng học hỏi kinh nghiệm ở tất cả các đơn vị bạn và những đơn vị mà đã triển khai mô hình điểm này về áp dụng đối với mô hình trên địa bàn phường để làm thế nào đó nâng cao được cái hiệu quả của hai cái mô hình này với cái mục tiêu là phòng cháy chữa cháy thì tại chỗ, tại khu dân cư để phát hiện và xử lý kịp thời những cái sự cố liên quan đến cháy nổ tại khu dân cư. Thực tế cho thấy thời gian qua trên địa bàn phường Mường Thanh đã xảy ra một số vụ cháy, gần đây nhất là vào ngày 6 tháng 6 năm 2022 đã xảy ra cháy một số gian hàng của các hộ kinh doanh tại chợ Mường Thanh, gây thiệt hại lớn về tài sản. Xác định ý nghĩa tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy và để phòng ngừa không để cháy nổ xảy ra, đảm bảo an toàn khu dân cư, chủ động dập tắt đám cháy kịp thời. Việc thành lập mô hình tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy và mô hình điểm chữa cháy công cộng sẽ phát huy hiệu quả trong công tác phòng cháy chữa cháy ngay tại cơ sở. Đây là một cái mô hình triển khai sẽ đem lại cái hiệu quả thiết thực cho cái công tác phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của từng người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy, chủ động ngay từ trong các hộ gia đình, từ đó nhằm thực hiện tốt các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, giảm thiểu tối thiểu cái thiệt hại về người và tài sản. Việc triển khai lực lượng chữa cháy tại chỗ để dập tắt đám cháy tại chỗ nhanh chóng kịp thời là cần thiết. Vì vậy, việc thành lập mô hình tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy và mô hình điểm chữa cháy công cộng
sẽ giúp các thành viên trong tổ liên gia và các gia đình gần điểm cháy công cộng có kiến thức về phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thao tác, cứu nạn cứu hộ và kỹ năng cách dập tắt đám cháy ngay từ ban đầu. Cái mô hình này nó rất là có cái ý nghĩa tầm quan trọng đưa đến mọi người dân trên địa bàn, nhất là ở những cụm dân cư, đông dân cư, để mọi người dân người ta cũng có cái ý thức, nhận thức được về cái công tác phòng cháy chữa cháy để tránh được cái nguy cơ trên địa bàn có xảy ra những cái cháy nổ, nhất đặc biệt là ở các gia đình, để tránh thiệt hại về con người và tài sản. Cùng với lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp và các lực lượng khác, việc thành lập thêm mô hình thí điểm tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy và mô hình điểm chữa cháy công cộng sẽ phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy. Thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay. Quý vị và các bạn có thể xem lại nội dung của chương trình trên địa chỉ trang web dienbientv.vn hoặc trên kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.